chờ Hải Dương. Chờ Hải Dương mặt sau là Phạ Tam Giang, nơi cái cầu vượt cửa biển sẽ ra Thông Long đến đấy đây. À chà, ở trên kia cầu Tam Giang, đường chúng ta đi về nơi khu vực thấp nhất đang đổ đang làm đó. Đó sẽ thấp dần ra đến khu vực đường tiếp giao. Đó, mai mai sẽ có cái cầu đường dài đi đến cầu cửa biển đây. Có những cái cầu đầu tiên là thấp nhất để đi lên cầu này phía bên Hải Dương. Ra ngoài kia rồi đó, ra cửa biển rồi đó. Đây là ngay chờ Hải Dương, ta đã nhìn thấy cái cầu. Bên Phạ Tam Giang cảnh chiều quá đẹp, sẫm làng Thái Dương làng quê này có phá có cửa biển. Nằm bên Phạ Tam Giang cùng lợi thế khi thuyền đò người ta đưa tôm cá vào từ phía sông nước, bà con trên này về đi xuống mua sắm. Qua đây qua chùa Đình Thái Dương thì đến khu vực này là ngay cái cửa biển, là có cầu vượt cửa biển đang làm tên. Gần hợp lắm rồi bà con. 1 ô 2 3 3 ô nhỏ rồi đèn 2 chữ T lần nữa đó. Đó công trình này trời ơi cao gì sờ chọc vót luôn. Ta đi xuyên qua khu vực nhà rất nhiều đồng ruộng cũng như nhà người dân. Cái cầu nằm rất là cao, đến vài chục mét từ dưới mặt bằng đường này lên đó. Và cái cầu dài 2 km, hơn 2 km là bà con biết dài cỡ nào, lớn cỡ nào. Đó, quá trà mặt biển, con nước chiều nay sóng vỗ rì rào luôn, chào ghê nha. Sau khi mà những cái vai đã gạt sóng thì người ta sẽ tố lãng giống như khu vực cực mặt đó. Rất nhanh, hồi trước cách đây mấy tháng về đấy thì người ta mới gạt ở khu vực ngoài như thế này, từ là đã sóng phía bên này đó. Còn là em phải 1 ô 2 ô 3 ô, còn ở cái ô đó là lưng chừng gần sông thôi.
3 ô nữa là đến chữ P lớn đó, hai chữ P lớn nữa. Cuối năm đi nghe nói hợp lòng đó. Wow, con sóng, sóng biển chiều nay lớn lắm mọi người. Nhìn thấy đây, từng đồ sổ cầu lớn nhất miền Trung vượt qua biển, đi qua xã Hải Dương, đi qua Hồng An đó, cho sóng chiều đi khá là lớn. Đây khu vực mỏng câu này, có đồ sổ chứ, sau khi được tô lãng rồi cái câu được như vậy đó. Con sóng rì rào đó, cầu vượt cửa biển. Đây là khu vực mỏng câu, những cái cọc mỏng cao lớn. Nhìn về bên kia cầu Thuận An thì xa vời luôn. Nay mai cái cầu xong thì sẽ không xa nữa. Đối với bà con xa này qua bên kia. Chờ cho bà con. Khu vực này thì sóng đã hoàn thiện rồi, còn phía đầu kia khu vực hai chữ tây lớn đó, thấy chưa? Wow, những cái móng vững chắc. Úi chào, sóng này lớn luôn. Chiều nay biển vẫn còn đồng đó, những cái cọc móng ba con thấy. Giờ thì những cái cọc móng đã hoàn thiện lên tới trên, nhìn rất là đồ sổ lên, những khối bê tông lớn. Sóng rì rào ngày đêm, sóng vỗ. Dồi con sóng dữ đó. Công trình rất là lớn. Xa xa là biển cả.
sơ đồ sộ. Đó, sau khi cầu làm xong thì nó như đi này, nó lãng lại như đi đây. Còn khu vực kia thì đang mới gạt lên này, đang làm này. Đó, tổng quan cái cầu vượt cửa biển chúng ta nhìn từ khu vực xã Hải Dương. Ta đang thực thi, đang thi công làm để tiếp giao ra ngoài hướng phía khu vực đầu đường bắt đầu lên cầu đó, thì dọc ra cầu Tam Giang. Đường này là dọc theo đi vô thôn xóm của bà con phía trong, trong đây vẫn có nhà ở đó. Cái việc mày hồi dân trong vẫn có người ở. Về dọc bên đây là về phả Tam Giang mà bà con ở sinh sống này làm thủy sản. Cầu quá lớn, đứng bên kia thấy đồ sổ, bên này thấy đồ sổ. Đó, nhìn qua bên thùng ngang bây giờ nhìn rất là xa luôn, không biết bao nhiêu mét. Khi cái cầu xong thì không xa nữa. Đó, đứng khu vực này là thấy con những cái ô này, 1, 2, 3 ô nhỏ này. Còn đây là mời mày vai thế này. Rồi hai chữ T lớn sẽ giao nhau nữa. Hai chữ T lớn đó là hai cái mỏng lớn nhất nằm ở trụ và giữa cái cầu. Mấy con sóng vỗ về, vỗ bờ chứ. Chiều nay bên cái cầu lớn bà con ngồi vui, chiều chiều ra hóng mát ngắm cái cầu, sướng cho bà con. Dạ, có những cái công trình, những cái công trình mà lớn đồ sộ như vậy mọc lên tại quê hương mình nhìn rất là sướng luôn, tự hào đó. Đó, xa xa bên kia là cầu Thuận An, khu vực phường Thuận An ngày nay. Rồi đi ra phía khu vực Hàng Dương đó là mũi cầu. Đây em đang đứng khu vực này là giữa đoạn A chữ P này. A chữ P này là cột mỏng lớn này, nằm giữa cửa biển luôn đó. Ghê chưa? Bên kia thì hoàn thiện đến chữ T luôn rồi. Cái đây ít bữa thì cũng có về quay nhưng mà chưa hoàn thiện, nhưng mà nhắn chứ. Rồi còn phía đầu đường nữa, còn đây còn 1, 2, 3 ô nữa sẽ đến chữ T.
sướng chưa? Đó, sắp có cái cầu để chúng ta nối nhịp đôi bờ. Không lâu nữa. Đó, chiều chiều bà con đi bộ thể dục ngắm công trình vui, vui sướng trong lòng. Lâu tự nhiên 3 năm sau lại có một cái cầu nằm ngoài ngay cửa biển. Ngày đến rì rào, biển khát khao, biển gọi, sóng xô vào bờ. Như hình ảnh cây cầu lớn đang bắc ngang qua cửa biển. Niềm tự hào của miền Trung xứ Huế. Chà, con sóng đang đi làm đó. Cái bàn dự án cái cầu đẹp cho bà con này. Đó, bên trên đó hai chữ T đó ngay giữa cửa đó. Đó, bạn dự án. Và đây là cái cầu của hiện thực. Đang ngày đêm hoàn thiện ra đây. Chắc là cơn sóng. Những ngày tháng 7 hàng dương biển. Hàng quán người ta đang phục vụ ngày hè, có biển đầm mưa cho nên là hàng quán tạm hủy chân. Đó, đây khu vực nhìn qua, nhìn ra biển, cửa biển cũng như nhìn cái cầu. Đó, bên này biển, cửa biển cho nên là sóng vỗ chống sạt lở thì người ta phải làm những cái khối bê tông lớn, làm hàng dài tại khu vực bờ biển này, chống sạt lở nó vững chắc dọc ra ngoài kia luôn. Cái đoạn nào mà dễ bị sạt lở người ta đã làm đó, khối bê tông đó. Biển Hải Dương cũng nghe hàng đẹp lắm đó. Nhiều hàng quán ở đây phục vụ món ăn hải sản cho bà con này. Tối nay mai có cái cầu là để cho bà con về qua lại dễ dàng nữa.
bên những gần đá chân vân, bên con sóng rì rào của biển cả Hải Dương hướng về bên phía Thuận An là cái cầu vượt cửa biển dài hơn 2 km, rồi trên tuyến đường thi công cũng dài hơn 7 km. Dạ, hy vọng chiều nay bà con mình có những hình ảnh mới nhất về cái cầu vượt cửa biển cùng yên vui biết thêm. Dạ, lúc này là cũng đã nửa tháng 7 rồi, tình hình thì sẽ theo như dự án thì qua tháng 3 2023 24 25 thì sẽ hoàn thiện. Chúng ta sẽ còn cập nhật về những hình ảnh cái cầu hợp lòng như răng nữa trong những tập video tiếp theo. Dạ, còn bây giờ em xin kết thúc video. Xem mọi người không quên những like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới. Em gửi đến bà con những hình ảnh về Huế nha. Dạ, không quên chia sẻ, ủng hộ và để lại bình luận góp ý. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.